Thank you.
bây giờ ở đâu ạ? Anh ở Hòa Bình. Em bây giờ ở đâu ạ? Em ở Quảng Ninh. Tôi công tác ở đây anh. À vậy tốt rồi. Vậy là về chơi à hay là về? Chắc mà một bạn em về. À thế à? Ừ. Về trong ngày 1, ngày 2 là đi. Vậy là bây giờ em đang công tác gì đấy? Ông là ông nào cũng không nhớ hả? Ông là ông nào mà cũng không nhớ. Ông ở đâu ạ? Nam Định. À ở bên Nam Định à? Cái này bây giờ nó con tốt cũng khoảng mười mấy triệu. Còn bình thường thì như con này cũng ba bốn triệu. Cái này nó chống rung toàn phần luôn. Hay nhỉ. À. Lắc thoải mái. Lắc thoải mái. Vậy là đoàn của mình ở Nam Định nhỉ? Đoàn mình ở đây hết là ở Nam Định luôn nhỉ? Ông tóm lại là cũng bớt nhiều rồi. Ừ, nhưng mà phải ông cái bệnh đó là giờ sống chung với lũ rồi không ạ? À dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đỗ rồi ạ. Anh Thành ấy còn nhà. Vâng. Ông uống mà thì về cho. Ông khỏi rồi, về hôm qua. À, dạ. Dạ. Ông về được được hơn 20 ngày rồi. Dạ. Ông về chiều hôm qua. À. Hình ảnh của nghĩa trang Rộc Bản tại xã Hoa Hải.